Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Coding VLSA Việt Nam. Đây là bài 12 trong series thiết kế vi mạch với ngôn ngữ Vlook. Dành cho những bạn nào chưa biết thì đây là series dạy Vlook cơ bản cho người mới bắt đầu. Các bạn có thể xem lại những phần trước của video trong series này ở link ở phía bên dưới. Đây là đề bài của ngày hôm nay. Thiết kế hệ thống báo động ô tô hoạt động như sau. Nếu động cơ xe đang khởi động, hành khách đã ngồi vào ghế và chưa cài dây an toàn, tín hiệu báo động sẽ kích hoạt cho đến khi dây an toàn được cài. Trạng thái động cơ đã khởi động hay chưa được cung cấp bởi một tín hiệu số. Nếu động cơ đã khởi động và đang hoạt động, mức logic 1 được cung cấp. Ngược lại thì mức logic 0 được cung cấp. Cảm biến áp suất gắn trên ghế lái và ghế hành khách cung cấp tín hiệu số với mức logic 1 khi có trọng lượng tác động lên cảm biến, nếu không, cảm biến sẽ cung cấp mức logic 0. Thiết bị cắm dây an toàn có một cảm biến số để phát hiện trạng thái. Khi dây an toàn được cài, cảm biến sẽ phát ra mức logic 1, nếu không, nó sẽ ra mức logic 0. Mặc dù tín hiệu báo động âm thanh mong muốn trong bài toán này, chúng ta sẽ sử dụng hai đèn LED để chỉ báo động. Nếu người lái đã ngồi vào ghế khởi động và động cơ chưa cài dây an toàn, đèn báo động sẽ bật cho đến khi dây được cài đặt. Cài đặt tương tự cho ghế hành khách. Lưu ý rằng báo động cho hai ghế hoạt động độc lập với nhau. Thiết kế cần phải có sum lốc đồng bộ. Xin lược về đề bài này một chút. Đề bài này nhìn các bạn thấy có vẻ dài dòng, nhưng thực tế đây là một bài toán không khó. Các bạn thấy để giải bài toán này có 3 thành phần chính. Thứ nhất đó là trạng thái động cơ được cung cấp bởi một tín hiệu số, đây chính là input đầu vào của một module Code Vlook. Phần chữ màu xanh lá cây, cảm biến áp suất gắn trên ghế lái và ghế của hành khách cung cấp với tín hiệu số mức logic 1 và 0. Như vậy, đây cũng là một tín hiệu được đưa vào input của một module Vlook. Và phần cuối cùng đó là thiết bị cắm dây an toàn. Đây cũng là một cảm biến và nó cũng là một input của module Verilog. Cuối cùng, chúng ta chỉ việc thực hiện code và trả lại kết quả ở hai đèn LED được chọn bởi các phần chữ màu tím. Thiết kế này đặc biệt cần phải có sum lốc đồng bộ. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phân tích đề bài này một chút. Đầu vào của module sẽ là sum lốc đồng bộ. Chúng ta có một tín hiệu là engine status để chạy trạng thái động cơ bằng một là khởi động, nếu bằng không là chưa. Chúng ta có hai tín hiệu đó là driver seat và passenger seat, đây chính là hai tín hiệu được lấy về từ cảm biến, một dành cho ghế của tài xế và passenger seat là dành cho ghế của hành khách. Đây chính là trạng thái của hai cảm biến được trả về. Cuối cùng chúng ta có driver pair flux và passenger pair flux đã báo cho việc đã thắt dây an toàn hay chưa. Đầu ra là hai đèn driver alarm và passenger alarm. Bây giờ chúng ta sẽ đến với code Vlook của đề bài này. Đây là module Vlook, chúng ta có một module tên là Car Alarm System. Ở module này thì chúng ta thấy là có input lock đồng bộ và các tín hiệu engine status, đồng thời có những tín hiệu như driver seat, passenger seat, driver pair flux, passenger pair flux và kết quả là trải ra hai đèn LED driver alarm và passenger alarm đúng như những gì chúng ta đã phân tích ở trên. Nhìn qua thì bài toán này có vẻ dài dòng, nhưng thực tế nếu hiểu được bản chất bên trong thì đây là một bài toán không khó. Code logic trong dòng on-way box at lock như sau. If engine status and driver seat and driver pair plus có nghĩa là engine status bằng 1, có nghĩa là khi xe đã khởi động, driver seat bằng 1 có nghĩa là tài xế đang vào chỗ, và not driver pair có nghĩa là tài xế chưa cài dây an toàn, thì khi này đèn báo tín hiệu sẽ báo 1 đúng theo yêu cầu đề bài. Các trường hợp khác đèn báo tín hiệu sẽ bằng 0. Tương tự như vậy cho ghế của hành khách.
Theo mình đánh giá, bài toán đây là một bài toán rất dễ. Cùng chúng ta đến đến code test pen của module này. Chúng ta khai báo một module test pen car alarm system. Trong module này chúng ta gọi extenta module car alarm system. Sau đó chúng ta tiến hành nói chân đúng theo cú pháp trong Vlookup. Trong dòng initial, begin và end, chúng ta tiến hành giả lập đầu vào. Chúng ta, các bạn thấy chúng ta dùng những hãng delay 10 giây để bật tắt các tín hiệu từ cảm biến tương ứng nhằm tạo ra trạng thái mô phỏng đầu vào trong module này. Đây chính là ý tưởng của việc thực hiện code test pen. Chú ý, code test pen các bạn có thể có thêm nhiều cách, và đây chỉ là một phương pháp để cho các bạn tham khảo. Ngoài ra còn rất nhiều cách khác mà các bạn có thể test tùy theo ý tưởng và kinh nghiệm của các bạn. Chúng ta có log generation với always delay 5 đơn vị thì sẽ đảo sum log một lần nhằm tạo ra sum log. Đây là chúng ta thủ thuật tạo sum log trong test pen. Ok, thì code test pen chỉ là đơn. Như vậy bài học hôm nay tuy đề bài hơi dài nhưng thực sự đó là một bài toán không quá khó. Hy vọng là các bạn có thể tiếp thu được một cách dễ dàng và củng cố kiến thức Vlookup của mình. Các bạn có thể xem lại những video của các phần trước ở link ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.